だ。Từ Đắk Lắk xuống thành phố Hồ Chí Minh mưu sinh, mong muốn một cuộc sống ổn định. Mình đã từng làm công nhân ở một công trường xây dựng. Mình thường tranh thủ thời gian nghỉ để mình chơi game và hay bị nhắc nhở. Và một ngày mình có ghép chung trận với anh Ngao Bạc. Sau khoảng thời gian chơi lâu thì anh thấy mình hợp với anh. Anh đã rủ mình về thi đấu cho đấu trường sinh tồn mùa hè 2020. Tanger khi mới quen thì là một người rất khó gần và ít nói. Khi đã quen rồi thì rất hay chơi đùa mọi người. Như là các bạn đã biết thì trước mùa đấu trường sinh tồn mùa hè 2020, mình và Team Gao đã quyết định mua một slot với một cái giá là 50 triệu. Và từ đó về sau thì cái cục từ 50 triệu nó đi với bọn mình rất là dài. Và đặc biệt là vào khoảng thời gian mà bọn mình đứng thứ hạng top 12 sau chung kết đấu trường sinh tồn mùa hè thì cộng đồng mạng đã chỉ trích bọn mình rất là nhiều. Mình đọc được rất nhiều comment là ví dụ như là team mình chỉ đáng nên đi đâu tấu hại mà thôi. Và mình cũng không, lúc đó mình cũng không dám cầm điện thoại để đọc các comment ấy. Mà chúng ta đang mong chờ Gao cùng với Phú Quý đang vẫn cầm chân nhau vào Ranger. Ranger ngay lập tức bị bắn nông khi mà anh ta bước chân ra ngoài. Và chỉ cần một sai lầm thôi, bạn chắc chắn sẽ phải trả giá. Cái khả năng cứu vào Ranger là cực kỳ thấp. Ranger nhìn nó lạnh lùng vậy thôi, nhưng thực chất nó là một người nhạy cảm. Sau khi bị cộng đồng Wi-Fi ồ ạt chỉ trích thì Ranger là bị sốc tâm lý và khép kín không chia sẻ với ai. Dù là chỉ trích ác ý hay là sự quan tâm chân thành thì nó đều bỏ ngoài tay hết. Mình nghĩ có thể đó là cách mà nó tự bảo vệ bản thân. Lúc đó mình cảm thấy mình lựa chọn sai lầm, mình không đủ khả năng đi tiếp. Có lẽ là mình không chịu được áp lực từ dư luận. Bởi vì nếu tiếp tục, mình sợ lại thất bại và sẽ lại bị cộng đồng chỉ trích. Sau khi mà Ranger bỏ đi thì thật sự là mình rất là đồng cảm với cậu ấy. Bởi vì là mình là một người làm YouTube, mình đã từng bị cộng đồng chỉ trích rất là nhiều, cũng bị cộng đồng chửi rất là nhiều và rất là nhiều thứ khác. Thì với một người trẻ như Ranger, một người mới chân ướt chân ráo, chuyển từ một người bình thường trở thành một game thủ chuyên nghiệp, được nhiều người để ý đến. Và sau ngay sau khi mà được nhiều người để ý đến thì cậu ấy ngay lập tức bị chửi rất nhiều như thế. Có một việc mà mình rất là tâm đắc cho tới thời điểm hiện tại, đó chính là việc mình đã kéo được Ranger ra khỏi cái vòng xoáy đó. Mình đã đưa Ranger trở lại với eSports chuyên nghiệp. Bởi vì nếu như ngày đấy Ranger quyết định từ bỏ thì cậu ấy đã từ bỏ chính ước mơ của bản thân mình, từ bỏ đi chính những người mà đã ủng hộ cậu ấy. Và có thể vào thời điểm đó Ranger sẽ thoát ra khỏi những cái thị phi mà thời điểm đó nó mang lại. Nhưng mà đổi lại cậu ấy cũng sẽ mất đi những người đồng hành cùng cậu ấy, những người luôn luôn ủng hộ cậu ấy và thậm chí là mất luôn cả ước mơ của chính bản thân mình.
Thì thông qua đây có lẽ là mình cũng sẽ xin lỗi Ranger và Evil một lần, bởi vì thực sự mình đã kéo các bạn ấy vào cái cuộc chơi này. Một cái cuộc chơi mà mình nghĩ là các bạn ấy không đáng để nhận những cái lời chửi đấy. Khi mà bọn mình bị nhiều người chửi như vậy thì vẫn luôn có một cộng đồng fan ủng hộ bọn mình. Vẫn luôn có những người bảo là anh ơi cố gắng lên, anh Ranger ơi cố gắng lên, anh Evil cố gắng lên, anh Gao Bạc cố gắng lên. Cảm ơn tất cả cộng đồng fan, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ bọn mình để bọn mình có thể vượt lại và đứng vững như ngày hôm nay. Và chúng ta đang mong chờ Gao cùng với Phú Quý đang vẫn cầm chân nhau, và Ranger, Ranger ngay lập tức bị bắn nốc khi mà anh ta bước chân ra ngoài, và chỉ cần một sai lầm thôi bạn chắc chắn sẽ phải trả giá. Cái khả năng cứu và Ranger là cực kỳ thấp. Top 4 đấu trường sinh tồn mùa đông 2020 không phải là một kết quả quá tệ, nhưng cũng khiến team mình rất là tiếc nuối vì chỉ có cách 8 điểm so với đội vô địch và 3 điểm so với đội top 3. Và team mình đã đánh mất tấm vé để tham dự giải quốc tế FFCF. Có thể nói rằng sau một giai đoạn mùa hè khá đáng quên thì ban quản trị của Gao đã đưa ra một quyết định tôi đánh giá là khá mạo hiểm tại thời điểm đó. Họ thay máu toàn bộ đội hình, và may mắn làm sao đó lại là một quyết định chính xác khi mà tại giai đoạn mùa đông Gao đã quay trở lại vô cùng mạnh mẽ, với cả trình độ, phong độ lẫn chất lượng đội hình được tăng cao. Họ dừng lại sau vòng bảng với một số điểm cực kỳ khủng khiếp và trở thành một trong những ứng cử viên cho chức vô địch. Nhưng tiếc thay, đến trận chung kết thì có vẻ như một sân khấu lớn với khán giả hò reo đã là một cái điều gì đấy hơi quá sức với những chàng trai trẻ. Họ dừng chân tại vị trí thứ tư chung cuộc và chỉ cách đội vô địch có 8 điểm mà thôi. Và đó cũng là động lực để khiến team mình cố gắng hơn nữa trong mùa giải lần này. Đội hình của robot đấu trường sinh tồn mùa xuân năm nay của mình thì nó cũng không có gì thay đổi nhiều, bởi vì mình vẫn giữ lại ba mũi nhọn của mình, đó chính là 07, Ranger và Evil Star. Thay vào đó thì mình đã thay thành viên cũ là Lion ra và thêm hai thành viên mới, đó chính là bé Giang và cùng với đó là Tứ Ca. Hiện tại bây giờ thì mình khá là yên tâm về Ranger, bởi vì Ranger bây giờ đã có thể vững về cái vấn đề tâm lý và không còn cảm giác tự ti như ngày trước nữa. Điều đó có thể giúp cho Ranger có một cái tinh thần thi đấu, có một phong độ thi đấu rất là tốt, và đặc biệt là truyền cảm hứng cho những người anh em đi sau. Mình thấy Ranger là một con người rất là thẳng thắn. Khi vừa mới vào team, mình và bé Giang bị chửi rất nhiều vì phối hợp với đồng đội không ưng ý và bắn không được tốt lắm. Tuy nhiên vì những cái lái, mình và bé Giang đã cố gắng hoàn thiện bản thân hơn, bắn tốt hơn để phối hợp với đồng đội tốt hơn và ăn ý hơn. Đây là lần đầu tiên mình tham gia một mùa giải chuyên nghiệp, và Ranger là người đã truyền đạt khá là nhiều kinh nghiệm cho mình, cũng như là động viên và cổ vũ tinh thần để cho mình có một tâm lý thoải mái nhất. Mình đã cực kỳ thoải mái và tự tin vì team mình đã giành được top 1 vòng bảng và Evil Star giành được danh hiệu MVP. Đó là một khởi đầu thuận lợi, nhưng không vì thế mà team mình chủ quan ở vòng chung kết, vì ở chung kết có rất là nhiều team mạnh. Mục tiêu của team mình trong mùa giải lần này là giành chức vô địch. Đó không chỉ là vinh quang cho bản thân hay cho team, mà đó còn là để đền đáp ân tình của Gao Bạc. Mình không muốn làm anh ấy thất vọng lần nữa. Nếu như mùa giải lần này God of War không giành được chức vô địch, thì có lẽ mình và tất cả mọi người sẽ rất là buồn, bởi vì là bọn mình đã theo đuổi chức vô địch được rất là nhiều mùa giải rồi. Nhưng mà không sao, bởi vì là bọn mình vẫn còn ở đây, những người anh em vẫn còn ở đây, thì bọn mình sẽ vẫn tiếp tục nuôi hy vọng, vẫn tiếp tục cố gắng, và sẽ chờ cho tới một ngày nào đấy bọn mình nhất định sẽ nâng cúp vô địch cùng nhau. Đón xem trận chung kết quốc gia Robot đấu trường sinh tồn mùa xuân 2021 diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 4 tháng 4 trực tiếp trên các kênh sóng của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports. Ấn đăng ký và bật nút chuông thông báo cho huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu đỉnh cao.